Thời gian là một thứ hữu hạn, đến một độ tuổi nhất định chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian cho sự nghiệp và ít dành thời gian cho gia đình hơn. Đừng để điều đó làm bạn hối hận như anh chàng trong bộ phim mà tôi sắp recap ngay bây giờ. Click chiếc điều khiển thần kỳ. Bộ phim mở ra với cảnh một người đàn ông đang trong trạng thái ngủ đông. Tên anh ta là Michael Newman, còn quả bom biết đi này là vợ anh ta, Donna. Hai bóng dáng bé nhỏ đáng yêu liêu siêu bát bún riêu này là Ben và Samantha, đang mon men theo chiếc thang máy vận hành bằng chân đi xuống dưới nhà, với ý định hách vài chiếc bánh ngọt của ông già. Dừng lại ngay, sờ vào cái bánh bố đánh cho gãy tay bây giờ. Thôi đùa đấy, Saccharose sẽ làm hại bộ phận nhai của các con. Thế con xem chị thơ Nguyễn được không? Dĩ nhiên là không. Mà sao cái nhà này lắm điều khiển thế nhở? Nhà Âu Đôi có cái điều khiển có thể điều khiển được mọi thứ, kể cả một bé loli 10 tuổi mặc đồ cô hầu. Thôi, mang đồ sang nhà Âu Đôi ở. Hai người con trách ông bố chỉ biết đến công việc, có cằn chỏi trên cây từ thời Tần Thủy Triều đến giờ vẫn chưa xây xong. Bố tệ. Thế anh có đến xem con trai thi bơi không? Có chắc nó là con em không? Bro, em đùa anh à? Nó chui ra từ háng em mà. Và trước đó thì nó chui ra từ háng anh. Thế là Michael chui vào xe để chạy bộ đến chỗ làm, đóng một đống thuế thu nhập cá nhân để cuối cùng không được chạy chiếc xe mua bằng số tiền còn lại. Hey, dân chủ thích quá. Nhưng Michael có vợ đẹp con khôn, có nhà có xe, đến công ty có chức có quyền, quá là một người thành đạt. Nhưng mà vào gặp sếp thì thành đụt. Cuộc sống mà, ai rồi bị chèn ép rồi. Nhưng ú má client bị à, sếp đành giao cho Michael một dự án siêu to khổng lồ khác và đó là cơ hội mà Michael phải nắm lấy. Nhưng như thế thì anh sẽ phải bỏ kỳ nghỉ lễ sắp tới với các con để làm việc. Mà giờ anh phải đến cuộc thi bơi cái đã. Đến muộn mẹ rồi. Bố tệ. Ông huấn luyện viên bơi còn thân với Ben hơn anh. Có ngày nó cua cả vợ mày thì bố mày bảo. Trong lúc cả nhà đang dự tiệc vui vẻ, Michael vẫn không thể ngưng hàn huyên tâm sự với ông sếp. Anh còn bỏ lỡ màn biểu diễn ảo thuật nuốt đồng xu của bố mình. Có ngày mày không được xem nữa thì bố mày bảo. Tối đó Michael thông báo với vợ về công việc. Em yêu, anh có tin vui và tin buồn. Tin vui là chỉ có một tin buồn, còn tin buồn là buổi cắm trại phải bị hủy. Donna vô cùng thất vọng về anh. Nhưng trách Michael thế nào đây? Anh chỉ muốn gia đình hạnh phúc ấm no, nhưng thiếu đi sự hạnh phúc. Anh quát vợ, quát con chỉ vì cái điều khiển nhà anh như lìn. Bố tệ. Anh đến siêu thị tìm mua chiếc điều khiển đa năng cho bằng bạn bằng nhà Âu Đòi. Một căn phòng bí mật nằm ở chỗ không bí mật thu hút sự chú ý của Michael. Anh gặp Jesse Eisenberg nhưng đã qua ba đời vợ. Ông có tình cờ bán một chiếc điều khiển đa năng giúp tôi điều khiển mọi thứ, đặc biệt là cô bé loli 10 tuổi mặc đồ. Có. Người đàn ông này là Morty. Ông ta tặng Michael chiếc điều khiển thần kỳ, nhưng với điều kiện anh sẽ không thể hoàn trả nó. Của cho mà ai nỡ trả bro. Có. Mày. Về nhà, anh tình cờ pause vợ mình lại và khóa mõm chú chó. Anh không tin cho lắm nên đã ấn nút tua nhanh. Oh my god, cái điều khiển này Slytherin mẹ ơi. Sáng hôm sau, Michael gặp Janine, một người bạn của vợ. Anh body Samsung cô xong thấy cô khóc thì anh dở cho mất dạy tắt mẹ alo của cô luôn. Rồi anh mở LCK lên xem. Mà nó super ultra tệ. Sau đó anh đến gặp Morty để hỏi về cái điều khiển, vì anh nghĩ mình đang tham gia chương trình truyền hình thực tế, còn anh thì là con bò cho ekip dắt. Nope, đây là điều khiển xịn, thứ có thể điều khiển được một cô bé lô. Thôi được rồi. Thấy Michael hơi khó có lòng tin vào loài người, Morty bảo anh mở menu lên. Đây là giao diện đời tôi sao? Xanh sao quá. Morty show cho Michael thấy rất nhiều điều, từ việc cô trợ lý đã chơi khăm với anh như nào, hay cả công đoạn kiến tạo và sinh thành của cuộc đời anh. Chỉ cần nghĩ đến thời gian và địa điểm, anh có thể xem lại bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Tôi hồi nhỏ đó. Chà, bọn chúng thực sự từ bỏ cơ hội chơi với run dế ngoài kia để chui vào cái hộp thiếc biết đi đó sao? Đúng vậy. Anyway, bố anh lại làm trò nuốt đồng xu. Michael đã biết trò này từ lâu nhưng anh giả bộ không biết cho bố mình vui. Quả là một người con hiểu chuyện. Trở lại thực tại, anh về nhà với cảm giác mình là bố thế giới. Nhưng nghe tin bố mẹ mình sẽ đến tối nay, anh lại chối ngay lập tức. Đúng là một thằng con mất dạy. Bonus một đống tiểu yêu phá phách chạy khắp nhà. Nhưng không sao, vì bố mày có chiếc điều khiển thần kỳ. Michael dùng nút skip. Bọn trẻ con quậy sao? Skip cho đồng xu sao? Skip vợ chồng cãi nhau? Skip luôn. Làm tình thì sao? Không skip. Nhưng anh phải massage cho em trước. Skip. Ta chỉ muốn skip đoạn massage thôi mà. Michael vẫn còn nhiều thắc mắc về chiếc điều khiển. Anh gọi cho Morty. Ông giải thích mỗi khi anh ấn skip, anh sẽ rơi vào trạng thái Mori Kogoro, hồn đi xác còn đó, và sẽ được điều khiển tự động. Morty rời đi. Michael thấy bản thân vẫn còn hơi ốm. Thế thì phải làm sao ạ? Skip. Một vấn đề khác khi skip, anh sẽ không thể biết được mình đã làm gì lúc đó. Điều đó có quan trọng không ạ? Skip. Tắt đường. Skip hết. Không những có khả năng tua đi, chiếc điều khiển còn giúp Michael thay đổi thực tại. Nói chung là anh vô đối. Tối hôm đó anh và ông sếp đi họp với đối tác, nhưng họ có vẻ không hài lòng cho lắm. Nhờ khả năng tăng âm lượng và phiên dịch của chiếc điều khiển, anh đã dễ dàng lấy lòng họ và ký bản hợp đồng này. Uầy, thần kỳ như này, Best Buy mà bán là tôi mua luôn. Michael mua quà về cho vợ con để ăn mừng.
quả là một người đàn ông tốt, nhưng anh quên béng bài hát lần đầu hai vợ chồng hẹn hò. Anh là một người đàn ông tệ, nhưng vẫn đai dâu bừ vì anh có chiếc điều khiển này. Traveloka về quá khứ, nhìn lại những lời yêu thương mình trao cho vợ hồi xưa. Với chiếc điều khiển, Michael hoàn toàn không cần nhớ đến những chuyện này nữa. Mỗi khi cần biết, anh chỉ cần tua lại là xong. Ngày hôm sau, Michael hào hứng đến công ty, nhưng sếp vẫn chưa hề thăng chức cho anh, phá hỏng toàn bộ kế hoạch anh đã định sẵn. Anh bực tức đến xin Morty tư vấn, vì anh sắp làm một quả circuit thế kỷ. Tới thẳng lúc mình được thăng chức, hậu quả lớn lắm đấy bro. Thế thôi vậy. Về đến nhà, anh trút cơn giận lên đầu hai con nhỏ. Bố tệ, nhưng anh vẫn rất thương con. Khi tất cả số quà anh mới mua cho gia đình đã phải trả lại, và đoán coi giờ anh còn gì? Skip, yeah, thăng chức rồi. Phải đánh đổi những gì? Một năm, Michael đã tua quá xa. Chế độ tự động đã khiến mối quan hệ của vợ chồng tan vỡ. Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Chiếc điều khiển tự động skip. Hai vợ chồng nổi hứng làm tình, tự động skip luôn. Thời gian của Michael trôi như một con báo cheetah chạy ngoài đồng vậy. Anh vô cùng hoảng sợ. Morty xuất hiện và giải thích, đây là cơ chế của chiếc điều khiển. Nó sẽ skip tất cả khoảnh khắc mà người dùng đã skip. Có nghĩa là ăn cơm, cãi vã, đau ốm, đi tắm, tắc đường, thăng chức đều skip hết. Cách duy nhất để không skip là đừng có skip từ đầu. Nhưng anh làm sao mà đỡ được? Khi vừa lên công ty, ông sếp đã quyết định nghỉ hưu sớm và thăng chức cho anh lên làm giám đốc. Oh shit, thăng chức cái skip. Bất ngờ chưa? 10 năm đã trôi qua, Michael bị béo phì mãn tính giai đoạn hấp hối. Nhưng được cái giàu, anh trở lại ngôi nhà xưa. Con trai anh thì noi gương bố, con gái anh thì thành fuck girl. Còn vợ anh đã là vợ người ta, chính là ông huấn luyện viên bơi năm xưa. Michael lao vào đánh anh ta, nhưng vợ anh đã ra tay can ngăn. Hai vợ chồng lại cãi nhau, và cãi nhau thì không skip. Michael đã nhanh tay pause lại. Anh trách Morty tại sao làm thế với mình. Thế sao mày làm thế với gia đình mày? Đến cái nhà tròi từ thời Tần Thủy Độn còn chưa xây xong. Donna vô tình đẩy anh ngã, mà đau ốm thì skip. Tỉnh dậy trên giường bệnh, Michael tiếp tục vất đi 6 năm. Tuy đã trở thành tổng giám đốc công ty, sự nghiệp viên mãn, con cái trưởng thành, nhưng vợ anh đã kết hôn với người khác. Và cay đắng hơn, anh đã không có mặt trong đám tang của bố mình. Giờ anh còn không có cơ hội xem trò đồng xu nữa. Anh chỉ có thể xem lại lần cuối mình được gặp bố. Lúc đó bố anh rủ ba ông con và cháu đi chơi một tối, nhưng thằng con mất dạy nên vẫn chỉ biết cắm đầu vào công việc, thậm chí còn sỉ nhục trò đồng xu của bố. Hối hận thì cũng đã muộn. Michael ngậm ngùi tua đi tua lại cảnh bố nói yêu mình. Anh hôn ông lần cuối và trở về thực tại. Morty tiết lộ ông thực ra là thần chết. Michael nghe hãi quá, đành phải skip qua đoạn có Morty. Một mạch đến luôn đám cưới của Ben. May quá anh không bỏ lỡ đám cưới của con trai mình và được gặp lại người mẹ của mình. Anh và Donna đã có một vài giây phút lãng mạn bên nhau. Nhưng khi nghe thấy Samantha gọi chồng mới của vợ là bố, Michael ngay lập tức lên cơn đau tim. Nhưng lần này chiếc điều khiển lại không skip, mà chỉ hơn một ngày sau Michael đã tỉnh lại. Hai người con vẫn ở đây suốt thời gian đó. Ben cũng đã hủy tuần trăng mật để có thể hoàn thành công việc, không muốn con trai có một cuộc sống giống mình. Michael giật hết đống dây dợ trên người, thứ giúp anh sống sót lúc này. Anh chấp nhận hy sinh tính mạng, lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, đuổi theo con trai. Nhưng Michael đã kiệt sức, anh ngã xuống thét gào tên con trong tuyệt vọng. Ben nhìn thấy bố mình thì lập tức chạy đến. Trong giây phút cuối đời, anh nói với Ben hãy luôn coi gia đình là ưu tiên số 1. Và anh yêu Samantha đến giường nào, đặc biệt là với Donna. Anh đưa cô tờ giấy ghi lời tỏ tình đầu tiên của hai người. Morty đến tiễn anh đi. Cuộc đời của Michael đã kết thúc chóng vánh như vậy. Nhưng như thế thì đã quá, mà đây lại không phải phim DC. Michael tỉnh dậy trong siêu thị lúc anh sắp lấy cái điều khiển. Anh cuống quýt đến gặp bố mẹ để nói lời yêu họ. Anh cũng rất muốn học trò đồng xu của bố. Trở về nhà, anh nói sẽ dẫn cả nhà đi cắm trại và thực hiện tất cả lời hứa của mình chưa làm với các con. Người đàn ông tệ bạc năm nào, giờ đã trở thành một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Để chúc mừng anh, Morty gửi tặng một chiếc điều. Thôi bố mày xin, cầm về mà dùng. Và đó là những gì đã diễn ra trong Click. Xem xong video này, tôi nghĩ mọi người nên nhấc điện thoại lên, gọi cho bố mẹ hoặc ra chơi với con cái ngay và luôn. Vì thời gian ta dành cho gia đình có lẽ không nhiều như chúng ta nghĩ. Tôi là Quại, xin chào và hẹn gặp lại.